kính chào quý vị và các bạn. Lúc này, ngoài trời thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ khá âm u do trời có mưa, mưa nhỏ và sương mù nhiều nơi. Cùng với mưa, nền nhiệt ở mức thấp, khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, mức nhiệt ngoài trời chỉ từ 17 cho đến 18 độ, vùng núi là từ 15 cho đến 17 độ, trời rét. Phải đến trưa chiều nay, sương mù và mưa phùn mới giảm bớt. Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, nền nhiệt duy trì từ 20 cho đến 22 độ. Còn phía Tây Bắc, trưa và chiều trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao là từ 24 cho đến 26 độ, có nơi cao hơn. Ở Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, sáng nay cũng duy trì trạng thái sương mù, mưa nhỏ, mưa phùn nhiều nơi, tầm nhìn xa giảm thấp, vì vậy quý vị lưu ý trong khi tham gia giao thông. Mưa còn xảy ra rải rác kéo dài xuống tới Quảng Ngãi. Cùng với mưa, trưa chiều nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế vẫn duy trì tình trạng rét và lạnh với mức nhiệt không vượt quá 25 độ. Từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, trời nhiều mây, mức nhiệt ngày từ 26 cho đến 28 độ. Chỉ riêng từ Bình Định xuống tới Bình Thuận, trời nắng nhẹ, cùng mức nhiệt là 30 cho đến 32 độ. Còn ở phía Nam, nắng nóng trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì. Trưa nay, hầu khắp miền Đông Nam Bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt là từ 35 cho đến 37 độ. Khu vực miền Tây mức nhiệt giảm hơn nhưng cũng ở mức cao là 33 cho đến 35 độ. Trên biển ở Vịnh Bắc Bộ sáng nay tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Còn ở ngoài khơi, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Với khu vực huyện đảo Hoàng Sa, khu vực biển huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5 và không có mưa rông. Bản tin thời tiết sáng ngày 9 tháng 3 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Thank you.